Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn đến với kênh Thằng Thầy Lợi nha các bạn. Hôm nay là trả lời một thắc mắc của một bạn liên quan về hình chữ nhật toán có L văn. Thì thứ nhất các bạn phải nên tóm tắt nha các bạn. Khi các bạn gặp toán có L văn, các bạn nên tóm tắt để tạo ra một thói quen, được chưa ạ? Rồi bắt đầu mình đọc đề nè. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài, ở đây khiếm chữ chiều dài nha, chiều dài 5 km, chiều rộng 1200 m. Thì các bạn thấy ngay là hai cái hàng này khác đơn vị, nên bước đầu tiên các bạn nên đổi qua đơn vị. Hãy xem coi đề bài hỏi đơn vị gì mà các bạn đổi nha các bạn. Thì các bạn tính, người ta hỏi nè, tính diện tích khu đất bằng bao nhiêu km vuông. Diện tích bằng chấm hỏi bao nhiêu km vuông. Vậy người ta hỏi đơn vị là km, thì các bạn hãy đổi nè. Bước đầu tiên các bạn phải đổi 1200 m qua km vuông. Thì các bạn nhớ nè, 1 km thì bằng 1000 m, được chưa ạ? Từ đơn vị cao qua đơn vị thấp các bạn nhân 1 1000, đó, từ km nè đổi qua đơn vị mét thì các bạn nhân 1000, còn từ đơn vị mét đổi qua km thì các bạn chia 1000. Vậy đây mét đổi qua km các bạn chia cho 1000, 1200 chia cho 1000, bắt đầu chia nè. Vậy 12 chia 10 ra 1,2 km, được chưa ạ? Khi đã đổi đơn vị của chiều rộng rồi và ta có chiều dài rồi, thì muốn tính diện tích thì các bạn phải nhớ công thức diện tích hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo. Cùng đứng vị đó chưa ạ? Rồi, km rồi. Vậy các bạn chỉ cần tính diện tích hình chữ nhật là ta lấy dài là 5 km nhân cho 1,2 bằng bao nhiêu. Các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi, và các bạn đáp số km vuông. Ok chưa ạ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.